Ngày 24 tháng 11, Mobi Edu đã chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận nền tảng số tiềm năng, trở thành nền tảng số quốc gia về học trực tuyến, mở đại trà MOOCs. Để đạt được sự công nhận, Mobi Edu phải đảm bảo tất cả các yêu cầu theo bộ tiêu chí nghiêm ngặt về hạ tầng nền tảng, bảo mật an toàn thông tin và cả thị phần. Mobi Edu là bộ giải pháp chuyển đổi số giáo dục toàn diện do MobiFone đầu tư phát triển. Nội dung học tập đa dạng, phong phú, không chỉ giúp người học có thêm kiến thức mà còn giúp người học tăng hứng thú học tập nhờ việc kết hợp phương pháp edutainment, game hóa trong giáo dục. Bên cạnh đó, Mobi Edu MOOC là nền tảng kết hợp giữa hệ thống LMS, nền tảng học đại trà trực tuyến mở MOOC và các lớp live class. Giải pháp này đáp ứng nhu cầu của cả người dạy, người quản lý lẫn người học. Với những tính năng bổ sung được cập nhật như tính năng chống tua, tính năng phân quyền và quản lý theo từng cấp, Mobi Edu MOOC đã vinh dự được chính phủ lựa chọn là sản phẩm hỗ trợ nước bạn Lào trong hành trình chuyển đổi số giáo dục. Việc Mobi Edu được công nhận nền tảng số tiềm năng, trở thành nền tảng số quốc gia về học trực tuyến mở đã khẳng định sự trưởng thành, phát triển của MobiFone trong quá trình tham gia vào công cuộc chuyển đổi số của đất nước. Được biết, kế hoạch công nhận nền tảng số quốc gia nằm trong chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành từ tháng 2 năm 2022. Bộ vẫn tiếp tục cập nhật thêm các nền tảng số mới do người Việt và doanh nghiệp Việt phát triển.